Ok chưa? Ba con to liều luôn anh em nhé. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Em nói rồi anh em ơi, 4 quả. Như ông chú anh bảo thật, cái tổ chim này không cần nhìn cũng thấy. Đã bảo là không muốn nuôi chim non rồi mà nó cứ đẻ ra là thế nào anh em nhỉ? Ok rồi, mình xin chào với tất cả anh em nhé. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, lần thứ hai. Thì bây giờ là mình sẽ xuống tổ cho con chim trà màu của mình em nhé. Nó vỡ lông ống ra hết rồi, nếu mà không xuống thì kiểu như là nó sẽ hoảng, cũng như là mình về sau nuôi sẽ khó ấy. Với lại con chim trong mái nó sẽ không làm tổ nữa nếu mà mình không tách ra nè. Đó thì mình sẽ tách ra để mà cho nó sinh sản một vụ nữa. Thường thường thì chim ở trên rừng thì nó chỉ sinh sản 3 vụ thôi. 3 vụ là mệt nghỉ rồi anh em ơi. Còn như kiểu chim ghép sinh sản thì nếu mà nó có thức ăn đầy đủ ấy thì mình nghe bảo là nó sẽ sinh sản quanh năm luôn cơ. Không biết là cái này có phải đúng không. Thì ok, bây giờ mình sẽ vào bế ba em chim non của mình xuống em nhé. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Tới công chuyện rồi. Rồi, ok chưa anh em ơi? Vỡ ra to phết rồi. Cái tủ nó gần rơi xuống này anh em xem này. Coi như là gần rơi xuống luôn. Trước là cái tổ nó làm ở cái vị trí này nhá. Xong rồi khi mà sinh sản hai vụ, vụ đầu tiên thì cái tổ nó vẫn còn nguyên vẹn. Ra cái vụ thứ hai là cái tổ nó bây giờ như thế này xuống. Chắc là trong nó khi mà lấy con xong là mình sẽ phải đẩy cho nó lên kiểu này. Có nghĩa là buộc lại lên cho nó anh em ạ, để cho nó tiếp tục đàm. Rồi ok. Xem là có con nào mơ không em nhé. Trong mái là chim mơ mà. Đây, một em. Ôi xồi, quá béo luôn. Đó. Đứng lên thì chim nó hoảng nên là mình chỉ ngồi bắt nó ra thôi. Bé thứ hai. Úi. Ô. Đúng không nhỉ? Đây. Ô, không phải không phải anh em ơi, tưởng là có sợi mơ. Được một sợi con mà có sợi mơ thì ngon. Nhưng mà không có sợi mơ nào anh em ạ. Nhìn cái lông vũ của nó lồi lên có cái lông trắng trắng, tưởng là nó kia rồi. Nào, con cuối cùng ra đây. Yeah. Được. Nào xuống đây, cái tổ này hơi chật rồi này.
khá là ok rồi đấy. Cho cái cây kê nó lên. Chim trong mái nhát thì như giặc, thế mà vẫn sinh sản được. Chịu. Còn cái lôi mà ở trước nhà của mình thì cũng sinh sản, nhưng mà nó kiểu chỉ cần sờ tay vào tổ nó phát nó bỏ ngay. Rồi, ok. Ôi, ôi. Ê, ôi kìa. Ô kìa. Ôi dồi ôi. Chim mới là chim. Trong mái của nó coi như là ngáo đi hết luôn. Còn một con nó chạy ra đây đâu nhỉ? Mẹ thật. Ở đây. Mày thế. Rồi, ok. Tổ thứ hai thành công. Dù sao thì vẫn phải cảm ơn lôi trà màu này em nhé. Cảm ơn lôi trà màu đã cho gọi là ghép sinh sản cho mình hai tổ của năm nay. Ok. Hòa mi thì vẫn còn khá là gian nan đấy nhỉ ạ. Hòa mi bên trong ghê lắm. Mi này chỉ có hiện tượng gì tuyệt vời. Trong mái giò kìa. Chắc là trong nó phải mang ít hoa quả, cũng nghĩa là cào cào tươi để cho nó kiểu như là bù lắp cho nó anh em ạ. Không thì mình lấy tổ nó mà không cho bổ, nó ăn bổ sung cái gì thì kiểu như nó sẽ hơi buồn ý. Mai mốt là nó dỗi nó không để cho mình nữa thì hỏng hết việc. Con này thò đầu ra đây. Đây, mình sẽ cho em nó ở trong cái lồng này. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Ngoan ngay nhiều ạ. Chắc là không có con nào lột biến. Nhiều anh em cũng chia sẻ là ghép chim sinh sản với trường hợp là chim trống mái có 1-2 sợi mới thì khi mà mình ghép ra thì nó vẫn như chim thường thôi, nó không có gì gọi là đặc biệt hoặc là có cái gen mơ theo trống mái đâu. Còn nếu kiểu muốn ghép mà ra cái con chim trà màu mơ ấy thì mình sẽ mua một cái con mái bạch. Mái bạch thì gọi là mái Inlo hay mái gì mình không biết nữa. Nói chung là mua cái mái con cái loại chim đấy về mình ghép với con chim trà màu của mình thì nó sẽ ra cái kiểu như là có nhiều mơ anh ơi. Nhưng mà cái dòng cái kiểu đấy thì con chim của mình nó sẽ yếu, với lại là nó sẽ không biết hót như kiểu những cái con chim bình thường. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có điều kiện mình mua cái con mái bạch về ghép thì xong rồi vào giọng cho cái con của nó, nếu mà nó để ra được thì vẫn sẽ thành công thôi anh em ạ.
khi nào gọi là có ít là tài chính tí đã, rồi nuôi mấy con chim non này cũng như là mấy con chim ở nhà của mình ấy quá anh em ơi, vất vả quá. Còn đây là con là chuè non hôm qua mình nhặt được về này. Nhờ anh em bảo là tổ nó ở trong cái khe kia, cái khe mà nó có hai cái tường úp vào với nhau, xong rồi nó có một cái khe bảo là cái con chim non ở trong đấy, nhưng mà hôm qua mình cũng trèo lên rồi, không phải con đấy không phải là chim non anh em ạ, mà là nó là cái dây của cái cây dây leo, nó quấn vào với nhau nên là nhìn giống cái kiểu cảm giác là đầu con chim mắt thò lên, nhưng mà đấy không phải đâu. Này rồi này, nó muốn vào trong cái lồng cùng với con hề như ạ. À đây ấy, ơ kìa, rơi xuống bây giờ nào, vào ở cùng với em yêu của mày đi. Nắng lên rồi. Nắng em cho mấy con chim chà mào non này của mình nó tắm nắng. Chắc là từ cái lúc mà nó nở ra, kiểu như ánh nắng nó cũng không chiếu được vào cái chỗ mà có cái tổ mà, nên là nó cũng chưa được tắm nắng bao giờ anh em ạ. Cho nó tắm nắng để nó hấp thụ vitamin. Khá là lâu rồi không view về mấy em hút mật này cho anh em xem. Tiện là hôm nay mang nó ra cho nó tắm cũng như là rửa rắn lồng anh em nhé. Sắc sáo. Sắc pháo này, 7 màu đây, tươi trẻ, 5 màu. Nói chung là từ lúc bấy về, bắt đầu vào thời điểm vừa mới chơi hút mật, mua mấy con cũng như là bấy mấy con này về là cứ nuôi mấy con thôi anh em ạ, không thêm cũng không bớt. Có mấy con thì mình cũng gửi tặng cho mấy anh em ở dưới, còn mấy con thì giữ lại để chơi. Chim hút mật này chính ra mỗi loại thì nuôi một con thôi, nuôi nhiều thì nó kiểu tốn cám anh em ơi. Như kiểu hai cái lồng này treo cạnh nhau quá, bây giờ nó còn không lấu nhau này. Trước là 5 màu, dòng chim 5 màu là mình hay nuôi tách ra, thỉnh thoảng ấy mang ra kè nó chiến áp lắm. Còn bây giờ thì nó kiểu nó quen nhau rồi anh em ạ. Tình hình là bây giờ mình sẽ tiếp tục lên quay một cái tổ chim lạ cho anh em xem anh em nhé. Vừa nãy là mình có gặp chú mình, thì hôm qua chú mình có lên là trồng cà phê thì có phát hiện được một cái tổ chim khá lạ anh em ơi. Tổ thì nó làm địa hình giống như kiểu con gà rừng, nhưng mà nó không phải là gà rừng, mà trứng của nó lại bằng cái trứng của cái con mình bịp. Thì không biết đó là cái tổ của con chim gì, thì hôm nay bây giờ mình sẽ di chuyển lên review cho anh em xem, để xem là nó thuộc cái dòng chim gì anh em nhé. Ok, đây hiện tại là mình đang di chuyển tới khu vực này thôi. Trời khá là mát mẻ anh em ơi. Đó. Ở cái rừng tre dưới này là mỗi năm là cũng hay có cái tổ chim bìm bìm bên này. Tổ bìm bìm nó hay làm mấy cái bụi tre này, nhưng mà năm nay chắc không có rồi. Cái cây tre nó thưa quá rồi anh em bạn này. Tre nó kiểu như là nó lược tuổi rồi, xong rồi nó có cái hạt ra ấy, thì lá nó rụng hết. Bên này cũng có một cái rừng thông này. Rồi ok, bây giờ anh em của mình di chuyển lên cái nương của chú ở trên này nhé. Ok, đi thẳng rẽ trái rẽ phải là tới. Nếu mình đoán không nhầm thì có khả năng cao ở đây rồi anh em ạ. Ôi xồi ôi, em nói rồi anh em ơi, 4 quả được chưa?
Quả nhiên như ông chú mình bảo thật, cái tổ chim này không cần nhìn cũng thấy, mắt nhắm mắt mở cũng thấy luôn anh em ạ. Chim gì đây? Chim hay là gà đây anh ơi? Ô này, phân nữa này. Phân này. Phân này. Ô. Tổ từ trên kia này. Cái vết phân nó phóng ra này. Phân trắng bốp luôn. Mà nó phóng ra tận tới chỗ này được thì mình đoán được tổ này là tổ của con chim gì rồi anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội không hiểu sao cái con chim này nó lại làm thấp thế không biết. Nó thiếu chỗ làm hay sao anh em ạ này. Được chưa? Ok chưa? Đẳng cấp luôn. Tổ chim làm quá đơn giản anh em ạ. Trứng nó thì đây này. Bằng cái lồng ngón tay nhé. Nó bằng đầu ngón tay. Nó còn bé hơn cả cái trứng của cái con chim mì mịp. Ôi nhở. Nhắc mới nhớ, biết ông mình lại không mang cái trứng mì mịp của mình, xong rồi bỏ vào đây để cho cái con chim này nó ấp luôn. Cái này mình đoán chỉ có tổ cái con cò thôi anh em nhé. Đây anh em để ý cái phân này. Phân này, phân trắng này. Này nó phóng ra đây. Này. Đó. Cái này là chỉ có cò. Bìm bìm thì không phải rồi, bìm bìm thì nó phải làm cái tổ gọi là kín. Còn đâu cái trứng mà dài như này thì mình đoán chỉ có con cò thôi anh em ơi. Một là cò, hai là con gà. Nhưng mà con gà thì ở khu vực mình thì cũng nó không có rồi, nó ít. Nó kiểu gọi là cái con gà so ấy anh em. Gà so mà có chỗ thì gọi là con chim chỉ rừng ấy. Cái con đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái phần này thì không phải rồi. Thứ hai là trứng của con chim đa đa. Khu vực này đa đa cũng có, nhưng mà không biết là anh em nào được nhặt trứng chim đa đa chưa. Không biết là màu trứng của nó có phải là màu trứng hay không. Bây giờ nghi nhất 70%, 80% là nghiêng về con cò anh em ạ. Nhưng mà anh em có thể cảm thấy kỳ lạ là cái tổ này nó làm quá là đơn giản không anh em ơi. Này trứng nó này. Trắng bốp luôn. Cái này mang về luộc ăn thì hết bài anh em ạ. Có lửa. Hay còn gọi là cò trâu ấy, à cò nâu ấy. Cái này trứng cò nâu. Nó làm nó hay làm những cái thấp. Cũng hợp lý bởi vì là nó có những cái cây này um tùm. Chắc là cái chỗ này trước đây là nó cũng kiểu khá là rậm đấy anh em ạ. Cái cái cành cây cà phê kìa nó đổ vào, đâm ra nó thành cái tùm bảo vệ. Còn kiểu mấy hôm trước trời mưa gió là nó bị hất ra. Rồi ok. Đó là về cái tổ chim kỳ lạ của chú mình em nhé. Lên quay cho anh em xem. Khu vực nương này thì mình cũng sẽ không quay lên đâu. Thỉnh thoảng nếu mà chưa ai lấy thì mình sẽ lên review cho anh em xem. Thực là cái này là tha rác hay là tha mồi đây anh em ơi. Mấy con chim này tại sao mà nó bị cái mạng nhện bịt hết mồm của nó là thế nào anh em nhỉ? Ui đù. Ảo thật sự. Ở dưới đây có cái con trà máu nổ két. Thì mình di chuyển xuống thì phát hiện ra có cái con nó tha, tưởng là nó tha mồi. Thế là mình mới dùng máy zoom zoom ra xem. Thì có vẻ như là nó vừa mới tha rác thôi anh em ạ này. Cái mỏ nó bị cái mạng nhện cuốn hết rồi này. Hỏng rồi, thế này thì chim này.
con mái nuôi nó kiểu trẻ cứng ấy anh em ạ. Nhưng mà kiếm được nuôi, nếu mà kiếm được con non nó thì có khả năng cao là hàng VIP luôn anh ơi. Này anh em để ý cái nuôi của nó này, xòe ra rất là đẹp luôn. Chắc chắn nó làm tổ mấy cây tre rồi. Ui, ui siêu non. Đây này anh em ơi, có một con này. Nuôi nó thì được một lốt tay rồi anh em ạ. Nuôi một lốt tay rồi. Được, được, được. Kiểu này là có má trắng rồi anh em nhé. Như cái tầm này là nếu mà có bác nào phát hiện ra là cũng không đuổi đâu. Mai mốt là tới cái thời điểm mà có chim má trắng là nên săn má trắng ở đây luôn. Đẹp chưa này? Để xem nào, xem cái mặt nó. Ở trong bụi rậm quá, nhựa rôm không rôm vào được. Không nhìn thấy được. Chỗ này một con này. Còn là một con nữa mình đang nghi ở bên trong đấy này. Bên trong cái bụi bên trong này. Vừa nãy nghe tiếng là nó kêu là có hai con mà. Hai ba con đấy anh em ạ. Đây một con ở dưới này này anh em ạ. Con này chắc là con cả này. Nuôi nó cũng là được hai đốt tay rồi. Tìm được sớm một chút. Bởi vì cái con mái này nuôi nó kiểu cảm giác như xòe xòe. Mới lâu con nó được được con nào mà giống kiểu con mẹ của nó. Nuôi nó xòe thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Di chuyển xuống phía dưới có một cái suối. Nước trong veo luôn anh em ơi. Mát mẻ. Cái này là sâu đá chuối này. Ô, trời ơi, con này chuẩn bị thành nhộng đấy anh em ạ. Đây này. Mình còn nhớ cách đây 2 năm. 2 năm, đúng rồi, 2 năm. Một năm 2 năm rồi đấy. Có nghe cũng mới gần đây thôi là hay đi kiếm mấy con này này. Kiếm mấy con sâu lá chuối này về ăn cũng như là như kiểu mình nuôi con mìm bịp hoặc là con phướn. Có nghĩa là mình kiếm mồi tươi cho nó thì không có đủ mà. Con đấy nó ăn rất là nhiều nên ra là phải đi kiếm cái sâu lá chuối về đút cho ăn, đút cho ăn. Các loại sâu thì nó cũng giống như kiểu sâu tre, nó cũng có gọi là ngứa hoặc là ấy đâu. Trên này là rừng này. Cái lộ khoảng trưa trưa chim nó xuống tắm ở khu vực này quá nhiều luôn. Một cái thác này nhọ. Được phê đấy. Thank you.
lúng có 9 quả. Một cái nải chuối, ở cái buồng chuối mà lúng có 9 quả luôn. Cây vé tí mà ra được quả thế này cũng gọi là đỉnh phết anh em ạ. Khu vực này thì sâu lá chuối cực kỳ nhiều luôn. Hôm nào nếu mà mình có bắt được cái con chim phưỡn hoặc là cái con mìm bịp gì đấy mình muốn nuôi thì di chuyển lên trên khu vực này để mà lấy con sâu này về cho nó ăn. Ô này, trên là chim sâu nó lại giò này. Khẳng định 100% chắc chắn là đã có tổ rồi anh em ạ. Này có rồi, chắc chắn nó có rồi anh ơi. Nó giò này. Xách 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 ở bên trong này. Ok thì chắc là video mình cũng phép dừng lại đây thôi anh em nhé. Nếu anh em thấy video này hay thì cho mình xin một like, nói kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.